Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, lông mày hay còn gọi là bảo thọ quan là một trong năm ngũ quan trên gương mặt của con người. Xét theo nhân tướng học thì mỗi kiểu lông mày khác nhau sẽ mang một ý nghĩa riêng gắn liền với tính cách, vận mệnh giàu sang hay nghèo khổ của chủ nhân. Theo chia sẻ của thầy Phùng Phương, một chuyên gia nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới, thì việc xem tướng lông mày chính là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong thuật xem bói, giúp ta luận đoán về con đường tình duyên, công danh, sự nghiệp hay sức khỏe của bất kỳ ai. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về cuộc đời mình thông qua việc quan sát hình dáng lông mày. Và xin bật mí với các bạn là chương trình Phú Quý Tài Lộc sẽ lên sóng vào lúc 11 giờ và 19 giờ tất cả các ngày trong tuần. Để không bỏ lỡ các video mới nhất thì quý vị hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo từ chúng tôi nhé. Xét theo nhân tướng học về lông mày thì tướng lông mày có khoảng 23 kiểu khác nhau. Mỗi kiểu lông mày sẽ mang ý nghĩa riêng gắn liền với chủ nhân của nó. Từ thời xa xưa, người ta tin rằng xem tướng lông mày, chân mày sẽ giúp chúng ta hiểu được một phần về tính cách, vận mệnh của người đó. Điều này lý giải tại sao có rất nhiều người đã quyết định thay đổi hình dáng lông mày để cải thiện vận số của mình. Với những trường hợp lông mày rậm, dày thì lông mày có thể tỉa đi, cạo lại cho hợp với khuôn mặt, giúp gia tăng vượng khí. Còn lông mày thưa, mỏng, ngắn có thể dùng thuốc kích thích mọc lông mày để dài, đậm hơn. Nhìn chung, người ta có thể tiến tới những cái tốt đẹp hơn, chứ không nên cam chịu với số phận. Việc xem tướng qua lông mày sẽ góp phần dự đoán vận mệnh để con người có thể thay đổi được chính số mệnh của mình. Dưới đây là một số kiểu lông mày thường gặp và ý nghĩa đặc biệt của chúng. Thứ nhất, người có lông mày ngang, kiên định, vững vàng. Theo nhân tướng học, người có lông mày ngang, sợi trung bình, đẹp là người có tính cách cứng cỏi hay câu nệ, nhưng biết phân biệt thị phi. Bạn thường đưa ra quyết định dựa trên lý trí nhiều hơn cảm xúc, luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, bạn là người có tấm lòng nhân hậu, bao dung, hay giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp. Nếu nữ giới sở hữu tướng lông mày này thì họ là những người có thể dung hòa tốt giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, nếu người nào có lông mày ngang và hướng xuống phía mắt, bất kể là nam hay nữ, thì đây lại là người có tính tình cố chấp và không dễ dàng bị chi phối bởi bất kỳ ai. Họ luôn có quan điểm và lập trường kiên định. Thứ hai, lông mày sư tử mạnh mẽ, can trường. Lông mày sư tử là kiểu lông mày phổ biến nhất mà rất nhiều người sở hữu. Người có lông mày sư tử là cặp lông mày rậm, đậm, thường mang tính cách mạnh mẽ và đầy uy lực. Tuy nhiên, người này cũng rất yêu đời, dễ gần gũi với mọi người, được mọi người yêu thương tin tưởng. Người nào mà lông mày rậm thì bất kể là đàn ông hay phụ nữ cũng đều là người có sức mạnh phi thường, tinh lực dồi dào, làm người nhiệt tình. Một khi đã quyết định làm chuyện gì thì nhất định hành động cho tới cùng. Đường tình yêu của bạn trải qua quá nhiều chông gai và nước mắt, song hạnh phúc tuyệt vời sẽ đến với bạn. Ngoài ra, những người có lông mày vững vàng hướng lên trên là đại diện cho cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Ngược lại,
độ dốc của lông mày xuất hiện tình huống nhấp nhô, hướng xuống dưới thì ám chỉ cuộc đời có sóng gió lớn. Thứ ba, người có hai đầu lông mày cách xa nhau. Thường thì khu vực nằm giữa hai đầu lông mày người ta gọi là ấn đường. Nếu ấn đường rộng và thoáng, cho thấy bạn là người nhiều suy nghĩ, ý tưởng độc đáo và rất tham vọng. Hai đầu lông mày nên cách nhau tốt nhất là một ngón tay rưỡi, dài hơn hay ngắn hơn đều không tốt. Người có hai đầu lông mày cách xa nhau, nếu là phụ nữ thì bạn sẽ rất thành đạt, do bạn có ước mơ, tính cách, dám nghĩ, dám làm, có tham vọng to lớn. Bạn dễ kiểm soát được cảm xúc của bản thân, tuy nhiên lại khá lạnh lùng, nhưng lại rất dân chủ trong phong cách lãnh đạo. Nếu là đàn ông, bạn là người có tài ăn nói, bạn rất thu hút nên nhanh chóng để lại nhiều ấn tượng cho người khác. Bạn thích hợp với những công việc liên quan tới ngoại giao, đàm phán. Thứ tư, người có lông mày dài và đậm. Một bộ lông mày dài và đậm màu cho thấy bạn là người có tính tình vui vẻ, hòa đồng và rất yêu đời. Cuộc sống của bạn như một bức tranh rực rỡ sắc màu vậy, bạn cho người bên cạnh cảm giác rất bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Dường như ngồi cạnh bạn, người đó sẽ cảm thấy những khó khăn trong cuộc sống cũng không có gì đáng ngại. Bạn thu hút tới nỗi chỉ cần yên lặng một chỗ cũng khiến người khác phải ngắm nhìn và làm quen. Bạn sống rất chân thật nên nhân duyên rất tốt. Cuộc sống của bạn tuy trải qua nhiều khó khăn nhưng cuối cùng bạn vẫn được hạnh phúc và như ý. Thứ năm, người sở hữu lông mày hình dấu ngã. Đây là tướng chân mày tốt cho phụ nữ, báo hiệu sự quyền lực và trách nhiệm. Những người phụ nữ có lông mày dấu ngã thường là người thận trọng, luôn suy nghĩ và làm việc cẩn thận. Họ còn là những người đầy trách nhiệm và tận tâm với những việc mình làm. Nhưng những người này không hề bảo thủ mà rất biết cách sống, làm người đời tâm phục khẩu phục. Sự mạnh mẽ, cẩn thận và biết ý của những người có dáng lông mày này khiến bạn đời cũng như mọi người xung quanh vô cùng kiêng nể và tôn trọng. Đường công danh sự nghiệp cũng như tình duyên của người này đều được thuận buồm xuôi gió. Thứ sáu, người có đôi lông mày ngắn và mờ. Nếu như bạn có lông mày ngắn và mờ nhạt thì chắc hẳn bạn là người khá nhút nhát, không thích giao tiếp với người khác. Bạn sống nội tâm và thường có những suy nghĩ phức tạp, có những hành động trong mắt người khác là rất kỳ quái. Bạn có ít bạn bè, nhưng nếu bạn đã nhận định ai là bạn bè của bạn thì bạn sẽ đối xử với người ấy rất thật lòng. Đôi lúc bạn thích ngồi một mình, không thích tham gia các hoạt động tập thể. Ngày cuối tuần luôn là ngày bạn mong đợi nhất, vì ngày đó bạn sẽ được ngủ nướng cả ngày. Hãy thử một lần thay đổi cách sinh hoạt của bản thân, thử tham gia vào một số các hoạt động nào đó, hoặc đi chơi thư giãn với bạn bè chẳng hạn. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Đừng để lỡ mất những khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân. Thứ bảy, lông mày lá liễu, thanh thoát, dịu dàng. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa rất chuộng dáng lông mày này.
lông mày lá liễu là một dáng mày khá đẹp đối với nữ giới. Theo nhân tướng học, khi xem tướng lông mày nữ giới, những người con gái có dáng lông mày này là người có tính tình thật thà, chan hòa với mọi người và rất dịu dàng, hiền lành. Người lông mày lá liễu có thiên hướng hướng nội, hiền dịu nhưng có lúc lại hơi nhu nhược, nhất là với người nhà. Chính vì vậy, họ dễ bị chi phối bởi tình cảm hơn lý trí. Phụ nữ lông mày lá liễu cũng được cho rằng có cuộc sống sung túc và an nhàn hơn hẳn những người phụ nữ khác. Không chỉ vậy, người ta nói rằng họ sẽ có một đời sống hôn nhân hạnh phúc và hay gặp may mắn trên cả đường công danh sự nghiệp. Quý vị thân mến, nếu như có một tướng lông mày phú quý cát tường báo hiệu chủ nhân sẽ có một vận mệnh tốt, được sống cuộc đời giàu sang may mắn, thì ngược lại cũng có một số dáng lông mày xấu kìm hãm vận trình công danh tài lộc của con người. Nếu như đang không may sở hữu tướng lông mày mà phú quý tài lộc chia sẻ dưới đây, thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi để cải thiện vận mệnh của mình. Thứ nhất là dáng lông mày mọc ngược. Lông mày đa số mọc xuôi theo chiều thuận, nhưng nếu mọc hướng lên phía trên thì đó gọi là lông mày mọc ngược. Người có tướng lông mày như thế này đa phần có tính tình rất cương bạo, ưa tranh đấu, nhưng khi gặp khó khăn thì mất hết khí phách con người. Nếu lông mày mọc ngược kết hợp với mắt chó sói hoặc mắt ốc lồi thì người đó không chỉ tàn nhẫn mà còn rất háo sắc, hay suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai là lông mày thưa và quá mỏng. Lông mày thưa là sợi lông mày to bằng sợi tóc. Khoảng cách giữa các sợi lông mày bằng khoảng cách giữa các sợi lông chân tay. Nếu lông mày thưa, ngắn hoặc mịn nhưng các sợi xoắn lấy nhau hay mọc ngược chiều và kết hợp thêm ánh mắt vô thần thì đây là một kẻ ngoan cố. Lông mày thưa, mỏng là kẻ hay a dua nịnh hót, tài trí tầm thường. Lông mày thưa mà đậm hoặc đuôi lông mày có nốt ruồi đen biểu thị kẻ háo dâm, tham lam, ưa trộm cắp. Lông mày thưa, ngắn, không tới đuôi mắt, thường có tính tình ưa cô độc, không thích giao du với người khác, vì thế nên không có bạn tâm giao. Thứ ba là lông mày ngắn hoặc không có lông mày. Đa phần những người có kiểu lông mày như thế này đều là người thiếu kiên nhẫn, thiếu sự tập trung, rất dễ nổi nóng và mất bình tĩnh. Tuy quyết đoán nhưng họ rất chú trọng tới lợi ích cá nhân nên khó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Ngoài ra, nếu lông mày ngắn nhưng mọc ngược thì họ thường là những kẻ ngoan cố, tính tình cứng nhắc hay cãi lý. Quý vị thân mến, sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta đã phần nào hiểu hơn về vận trình cuộc đời của mình thông qua tướng lông mày. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ có tính tương đối, còn thực chất cuộc sống vẫn do bản thân ta quyết định, không nên phó mặc cho số phận mà hãy cố gắng tự chủ trong cuộc đời của mình bạn nhé. Bên cạnh đó, Phú Quý Tài Lộc còn rất nhiều video chia sẻ các thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Quý vị hãy nhấn vào ô bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.